Vâng, xin chào tất cả tín đồ yêu lan của Trần Tuấn Yêu nha. Hôm nay Trần Tuấn xin giới thiệu đến tất cả cùng quý vị và các bạn cây địa lan cổ. Vâng, nắng hưởng lên rồi, xuân đã lập. Các cụ biết đấy, mùa xuân thường mang đến cho ta bao nhiêu điều kỳ diệu phải không? Cây cối đâm chồi nảy lộc. Hoa cũng được sinh ra từ đó, trong quá trình nảy lộc này. Như các cụ biết đấy, trước mặt chúng ta là một cây địa lan cổ hoàng điểm. Đứng cạnh nó ngát hương quá. Wow, thật là đã. Thật là đã khi nắng nó lên một xíu và hương bắt đầu tỏa ra. Chỉ có những lúc như này thôi thì chúng ta mới cảm nhận được hết cái sức mạnh của hương địa lan. Trong tất cả các hoa lan thì tôi không chê hoa lan nào cả. Nhưng địa lan thì không thể không ca ngợi nó. Vẻ đẹp khiêm nhường thôi, nhưng mà hương thì khỏi phải nói các cụ. Rất mong là cụ nào đã từng chơi, đã chơi và sẽ chơi, sẽ cùng có những cảm nhận như Trần Tuấn. Rất là đẹp các cụ. Đây là một cây hoàng điểm cổ. Hoàng điểm thì chúng ta biết đấy, cái lưỡi của nó này, nó có gần như là bệt hết. Nhưng mà tùy theo chất lượng của tùy từng cây. Còn các cái cánh, cây này thì chỉ chuẩn bị lược vào dòng sơ mi thôi các cụ nhé. Nhưng mà nó vẫn khá đắt là vì sao? Vì được người chơi nó chấp nhận. Màu sắc tương đối sáng sủa. Cây có bản lá dài khoảng từ 5 cho đến 6 đến 70 cm cũng có, tùy theo cái trình độ trồng của mỗi người và trình độ giữ lá của mỗi người. Đây là một lối trồng theo kiểu cổ nhé các cụ. Trồng đất, người ta luyện đất làm và trồng trên các cái chậu có miệng là đường kính rất là lớn, chừng 40 cm, và không cao quá. Như chúng ta biết đấy, cái cây địa lan này thì lá nó rủ theo kiểu chiều võng, đâm ra là các cụ chúng ta từ thuở xa xưa đã rất tinh tế khi chọn nó để trồng trong các cái chậu như thế nào để phù hợp và nó đẹp. Đây là chúng ta nhìn toàn cảnh cái chậu địa lan hoàng điểm, nếu mà chúng được trồng đầy đủ một cách nghiêm túc đấy. Bản lá rộng từ 2,5 đến 3,5 cm các cụ nhé. Đấy, dài khoảng 60 thậm chí 80 cm. Bông hoa có cần hoa tương đối là cao, nhưng mà cây này thì cao không bằng thanh ngọc. Thường thường là vòi hoa của chúng đạt khoảng 80-90 cm. Đấy. Số lượng bông hoa thường thường từ 15 cho đến hơn 20 bông trên một vòi hoa, hoặc còn gọi là một cần hoa. Dáng hoa rất là rõ ràng, cân đối. Mùi hương thì chỉ có người thưởng thức thì mới biết được thôi ạ. Cây hoàng điểm thì có ưu điểm rất là khỏe về mặt bệnh tật về chuyện lá. Chứ còn cây hoàng vũ thì rất hay bị bệnh về lá, và còn một số cây khác nữa là nó khó hơn. Nhưng hoàng điểm thì rất là dễ khỏe mạnh. Chúng ta cho ăn ánh sáng khoảng 70% thì cây sẽ rất khỏe. Tôi tin là những hình ảnh này sẽ khiến nhiều cụ
yêu thích nó. Nhờ công nghệ mà bây giờ chúng ta có thể gửi đến cho nhau xem những cái mặt hoa, những thước video mà chúng ta yêu quý. Cổ hoàng điểm tương đối to, tương đương như hoàng vũ và đương nhiên là thua thanh ngọc. Trần Tuấn đang nói về những cây cổ nha, không nói những cây mới đây mà công nghệ đã đem lại cho chúng ta. Rất là đẹp. Chậu này sang năm thế thôi, chắc là phải tách ra được 3-4 chậu khác. Rất là hương thơm nồng nàn. Vâng, có lẽ là thời lượng dành cho video này đến đây là hết. Trần Tuấn xin cảm ơn tất cả các quý vị cùng các bạn đã theo sát Trần Tuấn thời gian qua, ủng hộ Trần Tuấn, giúp Trần Tuấn khắc phục được những cái nhược điểm của mình để đem đến cho các bạn những cái sự hiểu biết nhất định hơn, những thước phim nó chất lượng hơn. Cảm ơn các bạn. Đấy nhá, yêu các bạn rất là nhiều. Chúc các cụ một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Vâng, phải có sức khỏe thì chúng ta mới ngắm được hoa, phải không ạ? Vâng. Chào tạm biệt các cụ.